Các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Du lịch Phượt. Và hôm nay chúng tôi sẽ làm một thử thách với đầu bếp Mỹ, đó là thực hiện nướng bò khổng lồ ở ngoài trời. Chúng ta các bạn cùng vô bếp. Đây, chúng tôi đã nghiến được một cái bếp rất là khổng lồ. Và hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện nướng bò này các bạn nhé, theo phong cách Mỹ. Ok, here we go. Rồi, các bạn thấy không, nướng mồi nha, chỉ cần vậy thôi. Nướng lên bếp lửa và rắc gia vị lên, xong. Có 4 miếng bò nha, đây là kiểu Việt Nam, đây là kiểu Mỹ, à, chỉ khác nhau cái gia vị thôi. Ok, lẹ, a bit sure. Hey. Hey, chip, American chip. Come here. Yeah, one picture. Hurry up. Yeah. Hey. Oh. Hurry. Hold the camera, the photo, hit the winner. Before the contest. Racing contest, right? Rồi. Vietnamese con khùng contest. Con tép. Cái gì bỏ đem Mỹ giờ thiệt đó hả? Thiệt à, chú. Miếng bự, nguyên tạng bự sang nguyên cắt á. Mười mấy ký. Còn biết rồi nhưng mà đem về nào? Đem về ngay chỗ bay chị Nhung về đâu bỏ ngăn đá luôn vậy? Bỏ tới giờ hả? Đúng rồi. Bỏ thiệt luôn hả? Thiệt. Khách bệnh về mới đã. Này. Quá hấp dẫn. Trực tiếp nha các bạn. Wow. Bây giờ nữa. Thật là miếng bò. Wow, miếng bò nướng lên ngon quá. Oh, perfect. Man. Be better, right? That's good, right? Yeah, there. Right. Quá ngon luôn, quá ngon luôn. Ok, anh Dennis tiếp tục rắc gia vị lên. Nè bà này, ơi nóng bà. À không, chờ đó không sao. Yeah, it's probably alright. Oh, look at that. Cái tảng này chắc phải mấy ký. Yeah, you better put your seasoning on this side. Yeah, it's like American style. Right? Yeah, that's good. It's right like there. Vietnamese style. Good right there. Each in a row, right? Ngon quá, vậy ngon lắm. Và nướng một cái tảng bự khổng lồ luôn. Oh yeah, what's up? Hay, giới thiệu với mọi người, đây là đầu bếp đến từ Mỹ nha, gần Las Vegas luôn. Ờ, đây là đầu bếp rất là nổi tiếng đến từ Nevada. Yeah. Đây, lần đầu tiên nướng miếng thịt bự vậy luôn nè. Wow, nó dày mà nó bự. There's a big rib in there. So we'll have to cut the rib off. And then we can slice it, yeah. Mày để một cái nướng mồi cho mấy cháu này. Còn mà trong cái còn mà đúng không? Đừng có ướp gì hết. Ê, mình có mấy chiếc tôm á, đem ra nướng luôn đi hả? Tôm cho nướng mồi nha. Nướng cho nó ngon. Mình chấm em chấm.
Đây, kiểu Tây Bắc nè, đó thấy chưa? Kiểu Mỹ, đây là kiểu Mỹ, đây là kiểu Tây Bắc. Northwest style, ha, Northwest of Vietnam. I don't know if you could really consider it West and East. Yeah. Different, you see that. Wow, thơm quá. Bò vậy là cắt là ăn bá cháy rồi đó. Mà cái này là chỉ là cái đùi thôi á, nó phải là đùi bò hết á. Nguyên cái lườn luôn, nguyên cái lườn bự luôn. Còn cái hung khói nữa, mình có cái hung khói. Nguyên cái đùi hung khói trong đó. Vậy là nguyên một cái lườn, bao gồm cái đùi ở trong đó. Không, cái đùi. Không. Cái đùi là cái hung khói. À, còn cái lườn này là ok. Can you if we eat and các bạn, đây là bác sĩ của An Bình đang phỏng vấn American đầu bếp Mỹ nha các bạn. Mà bác sĩ phỏng vấn gì cũng không hiểu luôn. Ồ, đầu bếp Việt Nam thấy chăm chút miếng thịt ngon ha. Chăm chút dữ ha. Cái này là về hình thức là Việt Nam là coi như là bắt mắt hơn nha. Cái này sao thấy rõ rã vậy. Ừ, American style look like I don't know how to explain it. I'm just trying to keep them away from the heat. Mm. So the inside will cook. Yeah. Keep them on the outside here so they don't. This is a competition, so no heavy fight. You just have to figure out. No heavy fight. Yeah. You have your own way, his own way. Right? Why, what? Chín nổi không? Đấy, trời ơi, bây giờ nó thơm quá thơm. Chỉ cần nướng mồi và rắc những cái hạt nêm lên thôi. Hạt nêm kiểu Mỹ. Đây 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 của Mỹ. Đây Việt Nam. Ok. Cái này là dân tộc nha. Cái này là Mỹ, Sapa. Theo kiểu Sapa. Northwest. Theo tộc của Sapa nha các bạn. Tây Bắc nha, đây là vùng Tây Bắc. Sapa đem về. Cái này là USA mới có. USA mới có, mình là tụi USA. Bây số phong bị thăm Hà Lan. Đó, hai đầu bếp. Rồi, cái chị áo đỏ vô bắt đầu phỏng vấn. Cái này là mắt khén. Đây, American style đây. Còn đây là mắt khén Sapa được ướp vô miếng thịt. Không cho cô Sáu mượn cái súng nữa. Làm o du kích nhỏ dương cao súng. Thằng Mỹ lâm khom bước cuối đầu. Wow. Thơm quá, thơm quá. Dạ chín nổi nữa rồi nè, thịt này nó mềm lắm. Nếu mà chưa ấy mình bắt đầu mình sắc ra. Sắc nhỏ ra mình lật hai ba cái đảo đảo hai ba cái chấm ăn à. Giờ ta ở Việt Nam ăn chín nó sôi thằng. Chín mà không thịt bò là thịt tái mới ngon. Đây là cái mắm heo. Mắm heo có lửa. Đưa vô cái gì cũng chín. It's a little hot right here in the center. Wow, so hot.
Đây các bạn nha, đây là lá chuối vườn nha. Chút xíu xong rồi sẽ cắt rải lên đúng theo kiểu miền Tây Nam Bộ. Rồi mình còn lấy sung mình để vòng xung quanh nữa nè. Đây cái cây sung nữa nè các bạn. Cây sung nè. Bên dưới ta thì bỏ lên đĩa. À Việt Nam thì bỏ lá chuối. À. Trời ơi, lá chim bỏ cái áo xuống trước. Trời, không có khoe cái bụng của ông không à. Dạ ông khoe không? Dở lên chứ, sáu muối mà. Dạ ông khoe không? Dở bụng lên khoe nè. Có bụng lên người nào hơn? Xin chào Dước. Xin chào Dước. Wow. One of them, huh? One plant, huh? Yeah. One plant. Yes. For children only. Wow, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Đầu bếp Mỹ nấu núi ra ăn. Wow. Đây, trời ơi, đầu bếp Mỹ đây. Anh làm rất cực lực nha, từ sáng đến giờ luôn. Đây, đây là cho khâu chuẩn bị lá chuối để sẵn rồi đó các bạn. Đây, sau khi bò hơi rút lại chút xíu bắt đầu rải lên. One of these big ones or these ones? I think big one. That'll be for all the children. Okay. Yeah. Rồi nướng xong rắc vô nè, làm theo phong cách Mỹ nha. That one? Yeah, that one for children. Okay. Thơm quá. Okay. Very good smell. Bò không, bò không. Oh, Vietnamese style. Good looking. Đây là USA. Đây là Việt Nam chợ. Cẩm ơi, Cẩm ơi. Đó, American style is okay nè. Qua đây Cẩm ơi, vui lắm nè. Em là quý lại mẹ qua đây chơi. Chở mẹ qua đây chơi nè. Đang nướng thịt bò Mỹ nè. Không, chị Nhung bệnh nên ra chị Nhung không có đi đâu được hết trơn á. Giờ ở nhà chơi không à. I caught it. My love over there. He's not cooking, he's dancing. Yeah. His performance. Performance. Between drinking, dancing, and cooking, right? Drinking, dancing, and cooking. Yeah. Bitch, keep burning my fingers. Really? Burn your finger? All the time. Oh. Rất là thơm mà ngon các bạn. Nướng đi, xào gì? Bếp. Yeah, yeah, okay. Nướng nó mới ngon, nó thơm. Moving to the rear is better than it. Oh. I think it's burned too much. What's up? That's why I didn't want to throw them on there. But somebody come down here and insisted on throwing them all on there. Okay, better. Yep. Wow. Maybe it burned in it. The small one. Yeah, okay. Có cái mùi thơm. À, than vậy là dư sức rồi. Cái
Wow. Oh. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Đây các bạn coi American ha. Performance. Ê, tao đang làm bằng tay đằng kia kìa. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá, thơm quá. Này, toàn cảnh nha các bạn. Lấy từng tảng thật luôn. Rất là vui. Dạ. Quý bạc hả? Dạ. Wow, dày quá, thơm quá. Cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn. Nóng lắm. Bên anh cũng vậy, em để sát đây nè. Bây giờ nó nổ quá, đừng có để nó nổ quá. Cái pin mà nó nóng quá nó nổ quá. Em quay lại phim ở lớp cũng vậy. Wow, thèn quá, ngon quá ngon. Dễ chín hơn, nó mềm lắm. Bò Mỹ rất là mềm. Bò này là bò đặc biệt. Nó là bò thượng hạng á cậu. Đẩy ra rìa Huy. Đẩy lửa ra rìa Huy. Bên đây cũng này nè Huy, đẩy ra rìa chút đi Huy. Ok. Wow. Giống như nhà hàng 5 sao vậy á. Chè lớn luôn. Ồ, nó rút lại á. Biểu diễn. Yeah. Done over here. Huy bỏ cái chính rồi vô kia rồi Huy. Khoan nha Huy, để chị quay cái ha, bỏ vô nha Huy. Giờ đây giang mà. Ơi, Việt Nam style. Lá chuối là Việt Nam style nha các bạn. Yeah, we'll try it. I think it's done. Hay American style. Đổ lên hai cái mâm khác nhau nha. Cái mâm theo kiểu Việt Nam. Lá chuối là Việt Nam. Rồi chút xíu nữa thì ban giám khảo sẽ thử coi. Too hot rồi. Too hot. My stomach. Mỹ con nó đang 1000 an in my stomach. Mỹ con không có. Tại vì con nó thấy bố nó vậy nó kêu lấy đi cho bố nó rồi hết trơn. Trời bằng được. Hey, hôm nay anh Dennis sẽ biểu diễn nha các bạn.
cho 30 người sử dụng trong vài nốt nhạc. Wow. Thịt tảng thịt của các bạn rất là ngon nha, thơm lừng luôn. Một tảng thịt này chắc cũng phải 2 kg. Hơn 2 kg. Dữ ha, dữ ha. Lấy đầu nói đâu nói nướng gọi rồi nó rắc trơn vậy sao nướng. Chuyên nghiệp lắm chứ bộ. Chuyên nghiệp lắm á. Trời ơi, đầu bếp chính mà đâu phải giỡn. Từ Mỹ về mà. Đây à, cái cây nó đây, Vietnamese style xong rồi này. Thơm quá, thơm quá. Ai, smell it. Woo. Nữa, con dao nữa, ăn, ăn xong. Wonderful. Các bạn, nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ like, share và đăng ký cho kênh chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.